Hello, em xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang bên em. Hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà những cây bông trang hồng phấn một cốt, gốc bonsai 2 năm tuổi nha cả nhà. Ảnh cao là 9 tấc, 9 tấc đường 1 thước, rất là cao. Cái gốc của ảnh ở dưới này cả nhà, một cốt. Cây này là một thước. Cây này là một thước, cao một thước à. Gốc rất là to. Mình xem cái gốc này. Cao một thước luôn. Chín chục cm còn cái chớp ở trên. Đây, cái gốc này. Một cốt đó cả nhà. Cỡ anh này 9 tấc. Anh này 9 tấc 90 cm. Còn anh bên đây là một thước. Góc của anh cao lên một thước. Rồi, anh này cái gốc bự này cả nhà, gốc này hoành này hơi to nha. Anh này 9 tấc rưỡi. Mui xa xa cho cả nhà xem. Rồi cả nhà chọn một cây giúp em ha. Khách hàng nào mua đặt thì để lại bình luận ở bên dưới giúp em, hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên tiêu đề là 0911 643 600. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video ngắn em review với cây bông trang hồng phấn một cốt, gốc 2 năm tuổi à. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nhé. Em xin kết thúc video và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye.